Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết trên hai nửa đất nước đang trái ngược hoàn toàn. Nếu như khu vực từ Trung Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông nhiều vào thời điểm chiều tối, thì trái lại từ khu vực Bắc Trung Bộ trở ra phía Bắc lại đang bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng mới. Nằm trong khối không khí ổn định, đêm nay và ngày mai Bắc Bộ trời ít đến quang mây, trời nắng mạnh từ sớm, kéo nền nhiệt ngày mai sẽ tăng lên rất nhanh. Dự báo mức nhiệt trưa chiều trên toàn khu vực sẽ trong ngưỡng nắng nóng 35-37 độ, trong đó thì Hòa Bình, thủ đô Hà Nội là những nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 37-38 độ. Tương tự tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế ngày mai trời cũng ít mây từ sớm, nắng nóng bao trùm với mức nhiệt 35-37 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận lại chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, nên về chiều tối trời mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to. Còn ban ngày trời nắng mây đan xen, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 32-34 độ. Giải hội tụ nhiệt đới cũng khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại. Mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ vì thế cũng tăng, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa to khiến nguy cơ về sạt lở tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ở mức cao, quý vị cần chú ý đề phòng. Do mưa nhiều nên mức nhiệt ngày mai trên cả hai khu vực đều trong mức khá dễ chịu. Ở vùng cao nguyên, mức nhiệt không quá 30 độ, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác, mức nhiệt cũng không vượt mức 32 độ. Trên biển, nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Tại đây, gió Tây Nam duy trì mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Ngoài gió mạnh, mưa dông nhiều nơi cũng tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.